Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển Động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sơn La nâng cao nhận thức của học sinh về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Phụ nữ Tuyên Quang phát huy hiệu quả dự án chương trình phát triển khu vực nông thôn. Đặc sắc lễ hội cốm lần thứ nhất năm 2023 tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Từ năm 2021 đến nay, thông qua hoạt động của mô hình, người dân đã cung cấp trên 420 tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ trên 230 vụ việc với 253 đối tượng, tham gia vận động nhiều đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn, quản lý cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Các mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ, mô hình camera an ninh, mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mộc Châu phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tổ chức ngoại khóa tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho trên 500 học sinh trong nhà trường. Tại buổi ngoại khóa, tập thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh nhà trường đã được tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong luật hôn nhân và gia đình. Được tham gia trả lời các câu hỏi về những tình huống liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Biểu diễn các tiểu phẩm sinh động hấp dẫn, phản ánh được tình trạng và những hệ lụy, tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cộng đồng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực tại địa phương. Trong một tháng qua, trên địa bàn các huyện Điện Biên Đông, Tổ Chùa và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra 5 vụ ngộ độc thực phẩm với gần 50 ca mắc. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng hiện đang được tỉnh chú trọng tăng cường. Điện Biên hiện có 26 cơ sở sản xuất thực phẩm, gần 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trên 400 bếp ăn tập thể và trên 500 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Thời gian qua, Sở Y tế Điện Biên đã thành lập 32 đoàn kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm, trong đó tuyến huyện 7 đoàn, tuyến xã 25 đoàn để kiểm tra công tác triển khai của các địa phương. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt tăng cường thanh kiểm tra, xử nghiêm vi phạm của cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm cũng cần nâng cao ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm. 9 tháng năm 2023, trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã xảy ra các đợt mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân và các công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng. Các đợt mưa đá, gió lốc và sạt lở đất gây thiệt hại và ảnh hưởng trên 38 nhà dân, 10 hộ phải di dời khẩn cấp, trên 20 hecta hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng và nhiều công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng bị hư hại với số tiền trên 22,4 tỷ đồng. Ngay sau các đợt thiên tai, huyện Mường Tè đã kịp thời rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục. Trong đó, huyện đã di rời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác tới nhân dân, chủ động các biện pháp phòng chống các loại thời tiết cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dự án chương trình phát triển khu vực nông thôn tỉnh Tuyên Quang, nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của COICA thông qua Hội Phụ nữ tỉnh đã phát huy hiệu quả. Nhiều hợp phần nằm trong dự án được triển khai đã giúp hội viên phụ nữ thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Sau hơn 3 năm, nguồn vốn do COICA tài trợ thông qua Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã giúp nhiều chị em được vay vốn phát triển kinh tế. Hàng năm, các cơ sở hội tổ chức rà soát, khảo sát tình hình hội viên, tuyên truyền về chủ trương ý nghĩa của nguồn vốn hỗ trợ. Chị Hà Thị Kỳ là một trong 7 hộ gia đình
ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương được tiếp cận nguồn vốn này. Gia đình tôi cũng được nguồn vốn coi ca, cho vay vốn ban đầu là 20 triệu thì gia đình tôi về mua 10 con lợn để nuôi. Cũng nhờ cái nguồn vốn này gia đình tôi cũng có việc làm, thu nhập thêm. Qua buổi được tập huấn về coi ca ấy, thì chúng tôi cũng hiểu biết được một chút về kinh tế gia đình. Thì qua được hỗ trợ vay vốn thì chúng tôi cũng được hỗ trợ một phần vào phát triển kinh tế để giúp gia đình ngày càng là phát triển hơn. Từ năm 2021 đến nay, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận nguồn vốn coi ca số tiền gần 3 tỷ 900 triệu đồng. Quỹ thực hiện giải ngân tại 29 tổ tiết kiệm và vay vốn với số tiền là 8 tỷ 250 triệu đồng cho 470 lượt thành viên vay vốn. Nhiều hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay, từng bước cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống và cùng với cái kiến thức mà tập huấn về cái phát triển lập kế hoạch sản xuất kinh doanh thì nhiều chị cũng đã được vay vốn, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Từ hiệu quả của dự án, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan duy trì các hoạt động hiệu quả nguồn vốn do coi ca tài trợ, trong đó tập trung tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn hội viên sử dụng đúng mục đích để thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vừa tổ chức thành công lễ hội cốm quy mô cấp huyện lần thứ nhất năm 2023. Cùng với lễ hội cốm, đã có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đậm đà bản sắc dân tộc đã thu hút đông đảo du khách tới tham quan trải nghiệm, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét. Đặc sắc nhất trong lễ hội cốm huyện Vị Xuyên lần thứ nhất là hội thi làm cốm giữa 11 xã có truyền thống làm cốm của huyện. Qua đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, lúa nếp được đưa lên lò sấy chín, sau đó cho vào lỏng giã để tróc vỏ, sàng sạch và thu về những hạt cốm thơm ngon mềm dẻo. Từ cốm có thể chế biến ra nhiều món ăn như xôi cốm, bánh cốm, chả cốm. Công đoạn khó nhất là công đoạn sấy. Nếu mà lửa đều là nó cốm nó thơm ngon hơn, chứ còn là lửa không đều là chế hỏng mẻ cốm ạ. Trong khuôn khổ lễ hội, du khách có thể tham quan du lịch lòng hồ thủy điện sông Miện 5A, mua sắm tại các gian hàng sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của huyện Vị Xuyên, hòa mình vào hội thi ẩm thực, cổ vũ các môn thể thao dân tộc, văn nghệ dân gian và xem nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao. Lễ hội cốm này thì tôi được nghe bạn bè giới thiệu vì tôi cũng rất là thú vị và rất là ngưỡng mộ cái lễ hội cốm lần đầu tiên tôi được vào đây với cảm xúc nó rất là tuyệt vời. Khi nhìn cái lễ hội cốm thực tế như này tôi cảm tưởng là sẽ mua về những cái sản phẩm như này về biếu anh chị em, gia đình bạn bè, và đó là cái lễ hội cốm này rất là thú vị đối với tôi. Lễ hội cốm là nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc sắc. Để phát triển du lịch bền vững, huyện Vị Xuyên đã tập trung đầu tư khôi phục lại lễ hội cốm theo nguyên gốc truyền thống để tạo điểm nhấn thu hút du khách. Huyện cũng định hướng để xây dựng thành một cái sản phẩm OCOP để phục vụ cho bà con nhân dân cũng như là các du khách trong và ngoài tỉnh trên địa bàn của cả nước, và cũng sẽ có những cái định hướng để làm sao để xây dựng cái kế hoạch cũng như là phát triển khung thời vụ nó phù hợp với cái việc sản xuất của bà con nhân dân. Lễ hội cốm được huyện Vị Xuyên tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, truyền dạy cho thế hệ trẻ những nét độc đáo của văn hóa dân tộc. Từ đó góp phần phát triển nghề làm cốm trở thành một sản phẩm du lịch tiêu biểu, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân, thúc đẩy du lịch của huyện ngày càng phát triển. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 19 ngày 20 tháng 10 năm 2023. Tỉnh Lào Cai sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Tỉnh Lai Châu có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tỉnh Điện Biên sáng có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ.
tỉnh Yên Bái sáng có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tỉnh Hà Giang sáng quang mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tỉnh Tuyên Quang có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, vùng núi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tỉnh Phú Thọ có mây vài nơi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tây Bắc Chuyển động hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.